Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Tiểu sử Thánh nữ Maria Magdalena, đôi dòng tiểu sử. Trước khi theo Chúa, Maria Magdalena là con một gia đình phú quý sang trọng. Sau khi cha mẹ mãn phần, Ngài được hưởng một lâu đài kết sù ở Magdala, miền Galilee. Do đó người ta gọi Ngài là Maria Magdalena. Với cái gia tài to tát này, Maria sống xa hoa, đài cát, sa đọa, làm cớ cho cả vùng Galilee gièm pha khinh dễ. Nàng sa đọa, trụy lạc đến nỗi trở nên nô lệ ma quỷ, bị ma quỷ ám hại. Sau khi theo Chúa, can đảm điều chỉnh lại cuộc đời, nhưng Chúa Giêsu thương Maria Magdalena, khiến cho nàng ước muốn gặp Người. Và đây cơ hội thuận tiện đã đến. Nàng nghe tin Chúa dự tiệc tại nhà ông Simon biệt phái, nàng chạy đến để gặp Người, và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chỉ đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chỉ lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Từ đó, Maria Magdalena nhiệt thành đi theo giúp việc Chúa, sống đời đạo đức thánh thiện. Khi Chúa chết, Ngài đứng dưới chân thập giá. Trong lúc mai táng Chúa, thánh nữ cũng có mặt với các môn đệ. Chính Ngài đã chứng kiến ngôi mộ trống và là người đầu tiên nhận ra Chúa phục sinh và loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ. Sau khi Chúa về trời, hết lòng loan báo tin mừng phục sinh, Thánh giáo hoàng Gregorio cả đã khen ngợi lòng yêu mến thiết tha của thánh nữ như thế này. Maria Magdalena, sau khi ra mộ và không thấy xác thầy mình ở đây nữa, liền tưởng là người ta đã mang thầy mình đi rồi và chạy đi đưa tin cho các môn đệ. Các môn đệ tới, thấy như vậy và tin lời người phụ nữ đã nói. Sách Thánh đã viết về họ rằng, vậy các môn đệ trở về nhà. Nhưng tiếp theo, còn Maria Magdalena thì đứng lại ở ngoài cứ mộ mà khóc lóc. Trong câu chuyện này, ta phải thấy tình yêu đã làm cháy lòng người phụ nữ kia đến thế nào. Chúng ta thấy dù các môn đệ đã ra về, nhưng chị vẫn không rời bỏ mộ Chúa. Chị còn muốn tìm đấng mà người ta không thấy. Chị khóc lóc mà tìm. Và bởi cháy lửa tình yêu mến đối với Chúa, chị càng nồng nàn ao ước tìm được đấng mà chị tưởng là người ta đã mang đi. Chính vì vậy mà chỉ có một mình chị đã thấy người vì chị đã ở lại mà tìm. Ở đây chúng ta nhớ lời của Chúa đã nói xưa được đúng, ai kiên trung đến cùng sẽ được cứu rỗi. Bài học, yêu mến và tha thứ luôn có họ hàng với nhau. Trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm sống, một phụ nữ đã kể lại như sau. Tôi nhớ ngày tôi còn là một thiếu nữ, một lần khi cha mẹ tôi dắt tôi đi xem cuốn phim tựa đề là Ảo ảnh cuộc đời. Phim đó kể lại chuyện một cô gái không những đã bội bạc mà còn khinh khi làm khổ người mẹ đang hết lòng yêu thương và hy sinh cho cô. Qua nhiều biến có thăng trầm, cuối cùng, người mẹ đau khổ đó chết, cô gái trở về thống hối tiếc thương, về nhà, hôm ấy gia đình bàn tán về ý nghĩa của câu chuyện trong phim. Tôi nhớ rõ là tôi đã bực bội khơi bình to tiếng,
bấy giờ trở về ăn năn thống hối làm gì nữa, vì mẹ đã chết rồi. Tôi thấy mẹ tôi định trả lời, nhưng cha tôi dùng ánh mắt ngăn mẹ tôi lại và nói: không có sự trở về nào là trễ trong tình thương con ạ. Ngày đó, thú thật tôi không hiểu gì nhiều về câu trả lời của cha tôi. Nhưng bây giờ đã là mẹ, tôi mới thấm ý nghĩa của lời đó. Chính câu nói ấy đã giúp tôi luôn sẵn sàng yêu thương tha thứ cho con cái tôi. Sự trung kiên đến cùng bao giờ cũng mang lại những kết quả tốt đẹp. Một tu sĩ trẻ nọ được gửi đến làm việc với một số anh em khác. Công việc của họ là dệt một khung vải rộng lớn. Trên đó mỗi người ngày ngày dệt phần được trao phó. Việc làm xem ra độc điệu và vô nghĩa. Ngày nọ, không còn chịu đựng nổi một công việc nhàm chán như thế, người tu sĩ trẻ thốt lên với tất cả sự giận dữ của mình: trước khi tôi được sai đến đây, người ta nói với tôi về một công trình nghệ thuật cao cả mà tôi sẽ góp phần vào. Bây giờ tôi chỉ thấy rằng tôi phải dùng kim đâm qua xỏ lại như một cái máy. Tôi không thấy đâu là nghệ thuật cả. Nghe thế, vị tu sĩ già mới nói với thầy như sau: con ơi, làm sao con thấy được công trình nghệ thuật mà chúng ta đang cộng tác để thực hiện, bởi những gì con đang thấy là mặt trái của tấm thảm. Hơn nữa, việc con đang làm là một điểm nhỏ trong công trình mà thôi. Khi tấm thảm đã hoàn thành, người ta lật tấm thảm lại. Lúc bấy giờ, vị tu sĩ trẻ mới thấy rằng mình góp phần vào một tuyệt tác. Đó là bức tranh của ba vua triều Bái Hài Nhi Dêu. Những đường kim mà người tu sĩ trẻ ngày ngày đúc qua xỏ lại chính là hào quang sáng chói trên đầu chúa Hài Nhi. Điều mà thầy cho là vô nghĩa nhất giờ đây hiện lên như một kỳ công. Trong Phúc Âm, ngoại trừ mẹ Đức Giê-xu, chức phụ nữ được vinh dự bằng Maria Magdalena. Tuy nhiên, người rất thích hợp là quan thầy của những người bị phỉ báng, vì trong giáo hội luôn luôn người ta cho rằng người là người phụ nữ tội lỗi đã lấy nước mắt rửa chân Đức Giê-xu trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Hầu hết các học giả ngày nay đều cho rằng sự lẫn lộn ấy không có căn bản Phúc Âm. Maria Magdalena chính là Maria Magdala, người được Đức Kitô chữa khỏi bảy quỷ. Đó là một biểu thị về sự quỷ ám nặng nề hoặc có thể bị bệnh nặng. Cha Harrington, dòng Amin, trong cuốn New Catholic Commenta, chú giải mới của Công giáo, người viết bảy quỷ không có nghĩa là Maria Magdalena sống một cuộc đời đồi bại. Đó là một kết luận do bởi nhầm lẫn Maria Magdalena với người phụ nữ vô danh trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Cha Edward Mali, dòng tên, trong cuốn Jerome Billican Commenta, chú giải Phúc Âm Thánh Giêrô, cha đồng ý rằng Maria Magdalena không phải là người tội lỗi như được viết trong Luca. Dù rằng sau này Tây Phương có truyền thống gán ghép điều ấy cho người, Maria Magdalena là một trong những người đã giúp đỡ các người, Đức Giêrô và nhóm 12 bằng các phương tiện của họ. Maria Magdalena là một trong những người đứng dưới chân thập giá Đức Giêrô với Đức Mẹ. Và trong các nhân chứng chính thức đã được chọn để chứng kiến sự phục sinh, thì người là một trong những người được ưu tiên đó. Có lẽ Thánh Maria Magdalena từng mỉm cười khi bị nhận diện sai lầm trong 20 thế kỷ. Tuy nhiên, chắc chắn rằng người không cho đó là điều khác biệt. Tất cả chúng ta là kẻ có tội đều cần đến ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, dù tội lỗi chúng ta có kinh khiếp hay không. Quan trọng hơn nữa, cùng với Thánh Nữ, tất cả chúng ta là các nhân chứng bán chính thức của sự phục sinh. Bà Minh Đức Vương Thái Phi, vợ cuối của chú Nguyễn Hoàng, mẹ của Nguyễn Phước Khê, là một tín hữu được Francesco Zerpina rửa tội vào năm 1625. Cha Đắc Lộ viết về bà như sau: bà Maria Magdalena, tên thánh của bà, là chỗ dựa cho giáo đoàn mới mẻ này. Gương sáng và uy tín của bà đã làm cho nhiều người lương dân cải đạo cách lạ lùng, và sau khi chịu phép trưởng, nhờ bà họ giữ vững lòng đạo đức. Bà dành một nhà trong dinh của mình làm nhà nguyện đẹp đẽ, được bảo trì hết sức hoàn hảo, là nơi sáng tối bà cầu nguyện. Bà còn để cho bổn đạo chung quanh tập hợp trong đó đọc kinh xem lễ, mà không ai dám phản đối gì. Ngoài ra bà còn thuyết phục nhiều người nổi tiếng khắp nước theo đạo Chúa, trong số này có cả những người thuộc vương tộc. Hôm nay, mừng lễ Thánh Maria Magdalena, giáo hội tôn vinh một người phụ nữ được Chúa phục sinh hiện ra và là người đầu tiên đem tin mừng phục sinh cho các môn đệ. Ta cũng phải dành sự trân trọng biết bao cho một bậc tiền bối, bà Vương Phi Minh Đức, một Magdalena Việt Nam, không ngại hy sinh gian khổ, truyền đạo và sống đạo, để xây dựng hội thánh trên đất nước Việt Nam thân yêu này.